Hôm nay lên đường đi thăm bạn Đảng ở Kanagawa. Hôm nay thứ bảy trời lại mưa. Hy vọng đến nơi thì trời sẽ đẹp hơn để còn được ngắm biển. Xe mình đi nhé. Đấy. Xe khát nước quá nên là đổ đi xăng cho nó đỡ khát. Gần đến nơi rồi, gọi điện cho bạn ý xuống đón. Sau đó thì hai thầy trò đi ăn quán Skia. Đây là bữa trưa của hai thầy trò. Ăn cơm xong, hai thầy trò đi ra ngắm thành phố cũng như ngắm biển và trò chuyện một lát. Đây là chỗ mà người chuyên các bạn trẻ hay là chơi trượt patin và chơi bóng rổ. Nghe nói tối nay ở khu vực này có văn hóa hoa mọi người ạ. Đăng có thể chia sẻ cho mọi người một chút về cái công việc hiện tại của mình được không? Công việc hiện tại của em là thực tập sinh bên ngành đúc nhựa. Sản xuất về cái gì nhỉ? Sản xuất của anh em là sản xuất về những cái linh kiện của ô tô, giống như là logo ô tô. Tương lai 1-2 năm tới như thế nào? Tương lai 1-2 năm tới thì hiện giờ là với cái mức lương của anh em nó là thực tập sinh thì hơi thấp một chút. Nên em muốn là phát triển hơn. Trong 2 năm tới em sẽ chuyển công việc khác có cái mức lương tốt hơn. Mình muốn chuyển công việc thì trước tiên em muốn cái tiếng Nhật của mình giỏi. Nên tập trung hết khả năng và thời gian của mình vào trong học tiếng Nhật. Ok. Thế thì phải cố gắng lên nhá, tháng 12 này phải thi tốt N3 nhá. Dạ vâng, em thôi sau này phải học lên cả N2, N1 nữa nhá. Dạ vâng ạ. Sau đó thì hai thầy trò về nhà. Các bạn cùng xem nơi sống và sinh hoạt của Đảng nhá. Căn này thì có 2 phòng ngủ, mỗi người 1 phòng. Phòng của Đảng khá là sạch sẽ và ngăn nắp phải không các bạn? Lần trước ấy thì em sẽ tự luyện như này. Em cũng dựa theo mô típ như là những cái bài ngày xưa là người gây khơi cảm hứng cho em học chữ Hán, đó là cô Thanh. cô chỉ cho em những cách là như này. Xong rồi em áp dụng vào những cái bài học của nhà 4 là 5. Là những chữ Hán đầu tiên, là những chữ Hán đầu tiên mà em luyện. Ở đâu có một cái quyển. Một quyển đây này. Đây là chẳng là 4 là 5 hết một quyển này được không ạ? Dạ. Đây. Đây. Đây là cách để em đây học. Là học theo Dũng Huy học 1-3 đây đúng không? Dạ vâng. Đây đúng không ạ? Hết một quyển này luôn. Ngày xưa là cô Thanh dạy là em cứ ghi vào trong cái quyển sổ. Đây là quyển sổ ghi bài, ghi cách làm việc của em ở công ty, rồi như là thời khóa biểu một ngày. Buổi tối ấy, thì em sẽ chép cái chữ Hán mà các cô, các thầy dạy ở đây. Xong rồi đến công ty thì em sẽ cứ giờ kêu kê để em sẽ mở ra. Đây là 5 là 4 đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Những cái chữ đầu tiên ấy. Đây những chữ đầu tiên mà em học từ... Sao bên Nhật đúng không? Dạ sao bên Nhật mới học đây, Hán đúng không? Chữ thật, sao bên Nhật em mới học, mới bắt đầu học chữ Hán. Ở Việt Nam thì em không biết một chữ Hán gì cả. Bắt đầu sang bên Nhật thì em mới bắt đầu học chữ Hán. Ok. Hai. Đây là khoa chúc chúc tặng Đảng nhá. Được rồi, nhớ rồi. Xếp N3, N2 thì Đảng mua của thầy rồi. Xếp N3 chứ, là Đảng mua của thầy rồi. Thì bây giờ thì tặng hai con sách N2. Được rồi, okay. Em bấm hộ thầy cái, xem là người tiếp theo, người may mắn tiếp theo sẽ là ai nào. Ai dành người may mắn đây. Ok, nào.